Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì? Ông Võ Văn Thưởng là thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của ông Thưởng chỉ là phụ tá của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếng nói của ông phải bé hơn tiếng nói của ông Trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Thưởng không nấp sau ông Trọng nữa. Thật ra, hai vụ án làm rung động xã hội gần đây là vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết là hai vụ thuộc thẩm quyền xử lý của ông Phạm Minh Chính. Bộ Công an là một bộ trong chính phủ, vậy nên những gì thuộc thẩm quyền của Bộ Công an xử lý là trách nhiệm của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng là người đang tỏ ra rất sốt sắng với đề xuất này. Trung ương Đảng là nơi xử lý mặt đảng các quan chức cấp cao, chứ không phải là nơi trừng trị người dân. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước song trùng. Trong đó có bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song song. Bộ máy đảng dùng điều lệ của đảng và các nghị quyết của đảng để cai trị những đảng viên thấp hơn, còn cai trị toàn xã hội là nhiệm vụ của nhà nước. Trong nhà nước, cơ quan có quyền lực lớn nhất là chính phủ. Rõ ràng, vụ án ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án liên quan đến hai thường dân. Nó chưa liên quan đến các quan chức. Theo trình tự thì đúng ra khi bắt thường dân khai thác mới ra được sai phạm quan chức và từ đó đảng mới xử lý quan chức sau. Tuy nhiên, thực tế thì đảng làm ngược lại, mà người đang làm việc đó chính là ông Võ Văn Thưởng chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Từ trước đến nay, ông Thưởng vẫn thường kín tiếng. Đột nhiên, thời gian này, ông lại lên tiếng. Đó là điều mà dư luận đang đặt ra. Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong cuộc họp này, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến 3 vụ án bao gồm vụ án xử lý nhóm Báo Sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Đặc biệt là ông thường trực Ban Bí thư dùng từ ngữ khá mạnh để tấn công vào vị đại gia mới vừa bị sổ khám, đó là ông Trịnh Văn Quyết. Ông nói rằng vụ án thao túng thị trường chứng khoán có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của đảng. Một khi ông Thưởng xem hành động của Trịnh Văn Quyết là thách thức đảng thì xem ra ông đã nhắm vào Trịnh Văn Quyết là kẻ thù của đảng. Một thái độ chưa từng thấy của một quan chức cấp cao với một thường dân phạm tội hình sự bình thường, không có dính dáng gì đến yếu tố chính trị cả. Đáng chú ý, tại hội nghị, ông thường trực Ban Bí thư đã nêu lên một số vấn đề cụ thể. Trong đó, ông Võ Văn Thưởng khẳng định những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần phải xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết. Đây là hình ảnh phát ngôn rất mạnh của ông Võ Văn Thưởng đã được đưa ra về vụ việc này. Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư lại đi tấn công ông Trịnh Văn Quyết, một chủ doanh nghiệp mạnh đến thế? Việc xử lý những vụ án lớn từ lâu nay được người ta xem là công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngọn lửa đó chưa bao giờ ngừng cháy, tuy nhiên càng ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng lại càng già đi và e rằng cái lò vì thế mà cũng yếu dần. Ông Võ Văn Thưởng đang là thường trực Ban Bí thư, được xem như là cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên lần này cho thấy ông Thưởng còn nói mạnh miệng hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng. So với những thường trực Ban Bí thư tiền nhiệm thì lần này ông Thưởng như muốn chứng tỏ ông không phải là cái bóng núp sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng như thường lệ và chỉ làm những gì mà ông Trọng sai bảo. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng. Việc làm của ông Võ Văn Thưởng cho thấy ít nhất ông đang chứng tỏ năng lực của ông trước công chúng và trước các đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng đã già, có thể đến hội nghị trung ương thứ 5 vào tháng tới sẽ có sự thay đổi về lãnh đạo của đảng. Việc bắt bớ các người đứng đầu và các công ty lớn những ngày vừa qua cho thấy các nhóm chính trị
đang nhắm vào nhau để triệt hạ chân tay của nhau, đó chính là những sân sau với những doanh nghiệp khổng lồ. Những ai dính dáng ít nhiều đến những cá nhân bị bắt buộc phải co vòi. Đó là mục đích của việc đánh án trước Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản. Với việc tấn công của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết, thì hiện nay ông Võ Văn Thưởng cho thấy rằng ông là người đang trong thế công chứ không phải là thế thủ. Ông đã đánh động đến những ai chưa bị lộ rằng họ không nên giành giật miếng bánh quyền lực sắp dọn lên mâm. Võ Văn Thưởng lâu nay được cho là con người khá kín tiếng, không thích làm hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội. Vì vậy mà nhiều người cho rằng trong năm lãnh đạo chủ chốt có quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Thưởng là người có sức tranh đấu kém nhất. Tuy nhiên, trước thềm đại hội Hội nghị Trung ương lần thứ 5 sắp tới, người ta thấy một hình ảnh Võ Văn Thưởng hoàn toàn ngược lại với những gì mà mọi người vẫn đánh giá trước đó. Ông ta rất mạnh mẽ, lấy hình ảnh trên truyền thông và như ông ta đang sẵn sàng cho một vai trò mới nào đó. Ông Võ Văn Thưởng được xem là vị lãnh đạo trẻ trong năm lãnh đạo chủ chốt và thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông tiến thân nhanh như vũ bão, gần như sự nghiệp không gặp chút sóng gió gì cả. Làm bí thư Trung ương Đoàn 4 năm, làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi 3 năm, phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh 2 năm, làm trưởng ban tuyên giáo 5 năm và giờ là vị trí thường trực ban bí thư, tức là vị trí phó tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Võ Văn Thưởng đang ở vị trí quyền lực rất cao và nếu cứ đà này tiến thân như đã từng đi thì rất có thể ông sẽ có một suất trong tứ trụ ở một tương lai không xa. Kỳ này, ông Võ Văn Thưởng đang làm hình ảnh trước công chúng cho thấy dường như ông cũng đang chuẩn bị cho một vị trí mới. Và chúng ta hãy đợi xem tại Hội nghị Trung ương 5 ông Thưởng sẽ làm gì. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết xuống vực sẽ kéo chân những ai rơi theo. Vụ việc bắt ông Trịnh Văn Quyết không đơn giản chỉ là bắt một cá nhân ông Quyết. Lâu nay, những vụ án liên quan tới các đại gia doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thì nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ khởi tố một người. Từ thời những vụ án như công ty Tăng Minh Phụng, công ty Tân Trường Xanh v.v. thì khi ra tòa, số bị cáo thường rất đông và trong đó có cả quan chức cấp cao của nhà nước. Trong mối quan hệ làm ăn phức tạp, một công ty tỷ đô như FEC luôn cần có những cá nhân quyền cao, chức trọng, đỡ đầu. Ở Việt Nam, những công ty bất động sản cỡ lớn không thể không có những mối quan hệ tạo ra những dự án đầy tai tiếng. Nếu nói ở miền Bắc là nơi của Sun Group, miền Nam có Vingroup thì miền Trung có FEC. Tập đoàn bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết đã chấm điểm miếng đất nào thì ý như rằng miếng đất đó sẽ được giao cho FEC. Sức mạnh như thế nếu không có sự hợp lực của những thế lực chính trị thì không thể có được. Và để có những sức mạnh này thì rõ ràng ông ta phải hối lộ rất nhiều người, đấy là những quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản. Cũng tương tự như tình trạng bất động sản thì lĩnh vực chứng khoán cũng như vậy. Nếu không có những quyền lực nhà nước trong Ủy ban chứng khoán của nhà nước tạo điều kiện thì ông Trịnh Văn Quyết không thể thực hiện được bán chui một số lượng rất lớn cổ phiếu như thế. Đây là hình ảnh tên tuổi của 5 nhân vật trong Ủy ban chứng khoán có dính dáng đến vụ bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết. Theo một số nhà phân tích uy tín thì có thể lần này ông Nguyễn Phú Trọng là mạnh tay với các doanh nghiệp đang thao túng thị trường. Bản chất thì luôn có hai mặt. Bề ngoài là làm trong sạch bộ máy nhà nước và gạn lọc những doanh nghiệp không đạt yêu cầu cho nền kinh tế. Nhưng ẩn đằng sau đó là ý đồ khác. Ý đồ triệt hạ phe cánh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi nào ông Nguyễn Phú Trọng hết quyền lực. Để đi đến những cú đấm thép vào các doanh nghiệp thì ở Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng cho triển khai cuộc họp với sự tham dự của ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng. Việc rất hệ trọng nên Bộ Chính trị mới họp khẩn với sự có mặt của cả 5 nhân vật lớn này. Và liên quan đến những sai phạm của ông Phạm Văn Quyết. Của ông Trịnh Văn Quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xứng tên ông Vũ Bằng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Long, Lê Hải Trà, Nguyễn Sơn chịu trách nhiệm về những vi phạm
khuyết điểm trong lĩnh vực chứng khoán theo kết luận nói rằng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức đảng và nhà nước, ban chứng khoán nhà nước, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Kể từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp lần thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp. Đây là cuộc họp theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, mà cụ thể là mệnh lệnh của 5 người quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận của kỳ họp có nội dung liên quan đến xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chính là kết luận của 5 nhân vật quyền lực cao nhất trong Đảng này. Đây là hình ảnh cuộc họp của 5 nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận nói rằng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính. Đây là hình ảnh những gương mặt sẽ theo chân ông Trịnh Văn Quyết như thế nào. Các ông như Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách và trách nhiệm được giao. Quy trình xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn rất rườm rà, thường kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Ban đầu là xử lý về mặt Đảng, sau đó mới xử lý về mặt nhà nước. Kinh nghiệm từ những vụ án trước cho thấy, từ kỷ luật Đảng cho đến việc truy tố là con đường dài. Như vụ ông Tất Thành Cang là một ví dụ, từ lúc có quyết định kỷ luật đến khi bị loại khởi tố bắt tạm giam là khoảng thời gian lên đến 2 năm. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm chỉ mới là bắt đầu. Nếu vụ án này được mở rộng thì 5 người được xướng tên nêu trên sẽ là những con người bị ông Trịnh Văn Quyết kéo theo xuống bờ vực. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang đấu nhau rất dữ dội. Một khi lò của Nguyễn Phú Trọng chưa tắt thì công việc thanh trừng qua những vụ án kinh tế như thế này vẫn còn tiếp diễn. Vì nó chính là những sân sau của các ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất nhiên cả những ai chọn sai phe đều phải run sợ. Bản chất của nền chính trị Việt Nam là như vậy. Một người đi thì họ cũng kéo cả đồng chí đi theo. Đơn giản vì không có tiêu cực nào họ thực hiện một mình cả. Họ đều làm việc theo nhóm rất nhịp nhàng và từ đó mới có lợi ích nhóm.